quay trở lại kênh YouTube Hồng Trâm Official. Xin chào bạn ơi, mình là Miko Lan Trinh. Chào chị Trinh. Chào. Ủa hai mình giả trân vậy em? Ủa, nhưng mà em đang thắc mắc là tại em sao rủ chị đi ăn mà hôm nay chị bận đồ văn phòng tới đây vậy? Chị không thể nào mặc hở được, bây giờ chị chuyển style rồi. Chị trở thành là cô gái kín đáo. Em sẽ luôn luôn thấy chị là dài. Chị Trinh cho em. Đó, thấy sao chị Trinh chưa? Cái quần là mượn của bà ngoại đó. Phải không Trinh? Cái áo là của mẹ, bà nội. Rồi đó mọi người ơi, từ giờ trở đi là Trinh chỉ mặc kính thôi, Trinh không có giống như Trâm nữa. Hở khúc trên khúc dưới này nọ. Ê mà nói, còn em lấy quần của bạn trai em mặc đúng không? Có đâu, đó. Quần của em đó. Quần đàn ông. Quần của em. Cái quần này gọi là cái quần boy gì nè. Boy gì? Bad boy hả? Có cái tên boyfriend. Quần boyfriend đó, quần bạn trai. Tại vì em thích làm con trai á, thích bận đồ của con trai cho thoải mái. Thôi được rồi, nhiều chuyện quá. Ê, nếu mà thích làm con trai, bữa cắt tóc ít quá vậy. Bữa thấy trên Facebook đăng cắt tóc gì cũng 4 xăng vậy. Mệt quá đi, giờ bày cái chuyện quần áo vậy trời. Mọi người ơi, Trâm với lại chị Miko Lan Trinh đang ở chợ cá đế vương của anh Nguyễn Phan MC. Ngày hôm nay Trâm sẽ review quán của anh đang cho mọi người nha. Welcome to this one way ride. We've all on it, got to give it a go, all we got is hope. Don't you know, wipe the floor of yesterday. You can change it anyway, and you're never alone, never alone. Thật ra đây là tiền thân của nó là một cái quán karaoke. À, tiền thân là ngày xưa là một cái quán karaoke. Karaoke mà karaoke này nè. Karaoke này nè. Là karaoke cho chạm. Xong rồi á, em sẽ thấy có những cái ghế là nó êm lắm. Ghế ngồi rất là êm. Tại sao ghế của quán ăn á thì bình thường nó êm vừa thôi, còn cái ghế này là cái ghế ngồi êm bật ngửa đó. Mà để bác tải em vẫn chưa hiểu lắm. Thôi mình cứ đi vô nha. Vô đây mọi người ơi. 5 lầu nè, tại vì mình sẽ tết trệt nè. Lửng 1, 2, 3, 4, 5. Nhưng mà hoạt động kinh doanh hết 5 lầu luôn. Dạ, động tính ra là 6 lầu á. Vậy là sức chứa của mình là bao nhiêu người? Dạ chắc cỡ 400 khách vậy. 400 khách. Em có cái event nào không? Event khách hàng dự sự kiện mà em sắp làm phim đúng không? Hả? Em mời họp báo 400 người. Ủa sao vậy em? Sao cười vậy? Em chưa có ý định. Chị thấy em giàu mà, hôm nay em bao chị đúng không? Hôm nay chắc chắn là bao rồi. Mời chị Trinh đi ăn mà, không lẽ mời khách mời đi ăn mà bắt khách mời trả tiền đúng không mọi người? Dạ chị, ở đây cái gì mắc nhất cho chị? Cái món mà đắt nhất chắc là món lẩu cá lăng nè. Trời, em thích là cá lăng lắm. Dạ. Vậy chị, anh Khang có đây không chị? Dạ, anh Khang hiện tại thì đang chưa có tới á chị. À, chưa tới rồi. Dạ. Mình sẽ chờ anh Khang nha mọi người. Còn bây giờ mình sẽ lên lầu để khám phá nha. Chờ xíu nha. Tên 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 tên. Tên 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 tên. Happy birthday. Happy birthday to Sam. Sinh nhật em hai em. Chào cô, chào mọi người. Dạ, con chào cô. Vâng. Ủa, có ăn rồi kìa. Tôi đã lên order trước rồi bà. Lấy cái ghế. Ủa, sao vậy bà Trinh? Bà bị gì vậy? Bà bị gái hả? Thì bà bàn khác cũng được không ạ? Cho gia đình mình gái à. Ngồi kìa. Ngồi chung luôn hả cô? Dạ thôi, hôm nay á là Trâm mời con mà con ăn nhiều lắm cô. Dạ, nếu mà gộp bàn vô vậy không biết sợ Trâm mệt sao? Sợ Trâm mệt. Thôi ăn đi nha, làm phiền mọi người. Em còn nhớ lên đi rồi, có gì lát nữa qua tắm chuyện. Họ ngồi cái bên sao nói xấu bà được. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Có hồi nãy thấy bà vô là tôi tính nói xấu rồi, hiểu không? Mà quay tự nhiên cái có hậu cảnh là một cô gái xinh đẹp nổi tiếng rồi phía sau dễ gì ha? Đúng rồi, làm gì dễ được như vậy. Sao giờ nó kiện em á? Thấy chưa, ngồi cần không nói xấu được. Bả hết ăn được luôn rồi kìa. Không giao diễn được làm sao nha. Rồi. Bà ăn cũng có ngại nữa đó. Phải chờ gọi món. Bé cho chị gọi món đi bé. Ăn gì ta? Đây mọi người, đây là menu nè. Menu của quán nè, rất là nhiều món luôn, rất là đa dạng luôn nha. Ở đây món tráng miệng là rẻ nhất á, cho em một phần tráng miệng nha chị. Hết ăn đường rồi, Trinh từ ngày Trinh giảm cân á, Trinh không có ăn đường nữa. Không phải mọi người, tại vì á, Trâm chủ bà đi ăn hẹn nhau lâu lắm rồi. Bà ok rồi, xong bây giờ bà đi quất cái môi vậy nè, mọi người thấy cái môi bà ở đây kỳ không? Chắc chắn rất là nhiều người thắc mắc đúng không? Nó đang bong á mọi người. Đây là cái môi xăm collagen tự nhiên. Nó đang bong cái lớp mài ra. Chị, chị, ở đây là món gì là ngon nhất cho chị? Dạ, bên em chả cá. À, chả cá là đặc sản. À đúng rồi ha, tới chả cá đương nhiên phải có ăn chả cá rồi. Giờ cho chả cá đế vương 2 thì với khác với đế vương 1 sao? Dạ, đế vương 1
Dạ, ở đây hai cái máy bào dữ lắm. Vậy thôi cho một phần đen, một phần đỏ. Một phần đen, một phần đỏ. Dạ, vậy hai phần cá, thêm phần bao tử đó. Chị muốn dùng bao tử đúng không? Bao tử à? Dạ, đúng. Bao tử ngon lắm kìa. Cái gì vậy? Sao vậy em? Đặc sản hoa chả tặc. Dạ rồi, cái gì đặc sản lấy ra hết giùm em nha. Ở đây lẩu là 485 ngàn. Em có cho chị ăn lẩu không? Bà Trinh mới tới đây bà không dám ăn mọi người. Trong ăn lắm. Quê một ca sĩ nổi tiếng. Ủa sao nó chặn miệng mình? Ăn. Ăn. Bây giờ ăn đúng không? Lẩu cá lăng ăn. Ừ ăn. Rồi một cái lẩu cá lăng nữa chị. Chị uống nước gì? Rồi bây giờ lên đây rồi thì em hiểu cái câu nãy chị nói không? Em có thấy cái quán ăn mà cái ghế không? Đây có phải là cái ghế để ngồi bật ngửa không? Cái ghế ngồi rất ngả ngớn luôn. Cái ghế này mà em có thể ngồi như vậy nè. Đó, em để chân lên giống như là một con nàng tiên cá đó. Hiểu. Ủa nhưng mà cái ghế này của anh Khang đặt thiết kế mà, chứ đâu phải của quán cũ đâu. Thì em nghĩ sao, chị bị bôi ảnh vậy thôi chứ. Đồ này mới hết. Tất cả mới luôn. Ừ, sang trọng. Ừ. Giờ thì quá cao, quá to luôn. Ừ. Trời ơi. Ủa sao vậy em? Mấy chiên dữ vậy trời. Sao vậy? Thiệt luôn á hả? Xinh quá. Quá đáng thiệt. Ừ. Ê lão ha. Ê hay á, hay chọt chọt quá vậy hay á Sam. Ừ. Cái dai nó đơn giản mà nó ăn tiền dữ sợ luôn á. Bách rau. Rau lâu lâu ơi cho xin miếng ớt đi. Ngồi á, hồi đang ăn á cho xin miếng chả cá. Đừng tí là xin chả cá nha cô. Thôi nha. Tên 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 tên. Chú trọng vô cái gương mặt. Nhưng mà chị thấy là Trâm nó nhỏ hơn chị mà nó còn làm được. Không lẽ là không có mặt mũi nào luôn rồi. Đồ ăn của chị chưa có, đồ ăn của Trinh chưa có ra luôn. Lát nữa tôi xin lại nha. Cảm ơn. Hả? Ê. Cho luôn hả? Nhưng mà chị mới trời lâu quá. Sao cái cá ngon? À đúng rồi, gấp cái cá thì có gấp bao tử nha. Để thôi nấu mà muốn gấp quá. Cho miếng hành đi, cho miếng hành được rồi, được rồi. Mà đòi hỏi quá. Mà chị mới làm môi đó nên chị không có ăn mắm muối gì đâu nên khỏi bỏ vô nha. Ủa được rồi, ngon rồi, ngon rồi. Ăn cái gì mình nhạt nhẽo vậy? Cảm ơn nha. Ủa mới làm môi hả? Ừ. Mới làm môi mà vẫn chưa ăn. Thôi đi về đi, rút về đi. Có biết sĩ diện xíu đi. Trời đi về. Em rất sĩ diện nhất đi rồi. Lát nữa nó ăn no luôn, nó sẽ hồi lại. Em không có được kêu lên nữa. Ê đúng á, em ơi, khỏi lên nữa em ơi. Được rồi. Ủa dạ. Cực mà no luôn. Dạ cô. Bà là bà phải ăn chanh á, bà chanh chua lắm. Vậy đây là hai phần cá, một phần bao tử. À. Này là hai phần cá, một phần bao tử hả bé? Trời ơi, nhịn đói từ sáng tới giờ chỉ để ăn chả cá đế vương. Ngon quá hè, thơm quá à. Trinh ăn ở đây rồi. Đồ ăn ở đây thật sự là rất là ngon. Đặc biệt là mắm tôm mà hôm nay Trinh không có ăn được mắm tôm. Chị, em chỉ cho chị cách ăn mà không bị dính mắm tôm lên môi. Nó bị thâm từ trong ra chứ không phải là do nó dính. Hiểu không? Kỵ. Kỵ. Cái này là gọi là cái tội bị thâm môi. Quá tức kìa. Sợ thâm. Thôi nói chứ ăn luôn. Dạ, có 6 người khang nè. Em à, em có hay gặp sếp em không? Anh Nguyên Khang á. Em thấy anh sao vậy? Em thấy ảnh sao? Sếp em là người như thế nào? Đứng lại đây. Ủa, bé nó sợ. Con bé nó sợ bị đuổi hay sao á? Sao nói nghe coi. Em thấy anh Nguyên Khang sao? Anh Khang sao? Gọi là sao ta? Gọi là nói chung là đẹp trai, bề ngoài thì đẹp trai thì bên trong thì tốt. Rất là thương nhân viên. Em được tăng lương. Yeah. Yeah, em được tăng lương. Cái đó là chị nói thôi nha, chứ anh Khang không có tăng đâu. Anh training kỹ ghê luôn á. Thiệt. Này là chả cá đế vương nha mọi người. Nên là trong cái nồi này chắc chắn là có chả cá rồi. Còn cái này là bao tử. Ấn tượng rồi. Nét diễn lạ quá ha. Cái nét diễn đó là giặt, có là giặt đồ hả? Nét diễn giặt đồ hả? Tao làm lại cho chị làm chung với, có nghĩa là mình cắn một cái, tao thử coi. À. À cắn có. Thích quá. Mấy cái để chị trả lại nè. Một cục tô tử, một cục cá. Một cục cá này. Hai cộng hành. Ừ. Một, giờ đem đi trả. Một cục bao tử, một cục cá, hai cộng hành đúng không? Đúng hai rồi. Cộng đúng không? Của chị cũng vậy luôn, một bao tử, một cục cá. Đi quấn hồn.
mấy cọng hành. Hồi nãy em có ăn cắp bún không? Không, không, không. Không đúng không? Vậy như đây đúng không? Nhưng mà hồi nãy có dính một cọng á. Dính một cọng bún. Đúng rồi. Dính một cọng bún. Đi hai mình qua trả. Trả. Đi đi đi, đi. Em sợ xong bún em quá. Ủa? Đúng cọng hả? Làm người phải biết điều. Đúng rồi, đúng không? Mình biết điều. Mình rất biết điều. Cái này là vốn. Cái này là vốn, chưa có lời. Đúng vậy. Tí nữa có lời, cái lẩu lời sao? Có cái lẩu là sẽ chuyển cái phần lời qua cho cô. Phải không? Có nha. Có này, cái này là hồi nãy vay bao nhiêu trả đủ. Đúng rồi. Mà chưa có lời. Đúng rồi. Rồi. Được không? Được, rồi, được. Ok, đi. Vậy. Vậy là cái này cho dây lời nè. Được không cô? Dây. Con là người có biết trước biết sau lắm. Nên con biết là Sam cũng giàu á. Chị đang quay MV mà đang thiếu tiền. Vậy hả? Em có thể đầu tư chị à, không. Không. Ủa? Hello. Hello. Ủa? Chào Sam. Ủa, đi chung hả? Đi chung. Dạ không, không dạ, đi chung không. Nhưng mà tự nhiên ngồi chung ngồi thôi. Chung vậy hả? Không ngồi dạ, riêng nhưng mà đang qua à, mọi người quay vlog. À, xin chào mọi người. 6:10 6 giờ 10 thì hẹn mọi người. Tại vì nhà đẹp các bạn 6 giờ là nhà hàng của Khang mới mở cửa. Mà sao hẹn 5 giờ? Ủa hẹn 5 giờ luôn. Hẹn 5 giờ nè. 5 giờ đây. Mà quay 5 giờ nè. 5 giờ. Ông nói ông đang trên máy bay. Ba tiểu cô nương ngồi xuống bình tĩnh nghe nói. 5 giờ ông ngồi trên máy bay luôn á. Để thưa quý vị là tại vì sao Khang nghĩ là thường là mình hay hẹn với những người đẹp á thì thường họ hay để mình chờ. Trời ơi trời. Trừ hao. Mình mới trừ hao tí xíu. Chứ thật ra là ngay lúc mà 5:30 các bạn báo là Khang đập cửa không mở ra, Khang mời ba bạn. Cái tình cảnh tụi em tới như thế nào không? Sợ. 5 giờ tới đây, cửa thì đang đóng, không có một ai, chỉ có chú bảo vệ. Ủa con tới sớm giờ, 6 giờ mới mở cửa con ơi. Ủa anh Khang không? Tụi con hẹn với anh Khang rồi. Không, Khang giờ này chưa tới đâu. Khang chưa tới. Ba bà ngồi qua cái góc bên đường á giống như ba bà đi ăn xin vậy trời ơi. Em nói gì ảnh hưởng Sam, Sam rất sang. Không không, con bé trợ lý của anh. Ừ, còn Sam sang, khúc cuối Sam mới tới sang chậm. Sam là vô được vô nhà hàng rồi. Để ý không, cái cần để ý đi, Sam 5:45, 5:30. Thiệt ra anh hẹn Sam 5 giờ đúng không? 5 giờ. Sam 5:10 đến. Sam cũng cũng trễ 10 phút. Yeah. Mà hôm nay tới trễ giờ. Bye bye. Anh bay từ Hội An về. Vậy là máy bay delay chứ không phải tại anh. Chứ không phải nè, mày đừng có thông báo máy bay delay nè. Tại vì nè, anh tính là 4:15 đáp là anh phóng từ chỗ đó tới đây là 45 phút rồi. Anh tính quá, tính. Ồ, anh hẹn mình giống như là hẹn show vậy. Anh tính quá. Ê, thôi, ăn đi. Dạ, ăn hết rồi. Ủa sao bằng ăn? Ủa đây mới là món phụ rồi, còn món cháo với món lẩu ăn chưa? Không, mấy cái đó tụi em ăn trước, ăn phụ sau. Dạ. Ủa review chưa? Dạ, rồi, để không review luôn. Review gì nữa? Không có ăn đâu. Thôi được rồi, về. Về, cảm ơn cả nhà. Đi. Rồi thôi, tính tiền luôn bé gì anh. Dạ cô bên này hôm nay anh Khang anh mời. Con đại diện anh Khang con xin thông báo là anh Khang anh mời. Của Sam hả? Bạn này là của Trinh hả? Dạ, mời hết đúng không? Hai bạn này mời đúng không? Không, anh nói giọng đúng rồi. Bạn này là bạn của quán anh. Qua đây ngồi. Dạ. Các bạn ơi, hôm nay Sam bị bệnh đó các bạn. Cho nên là Sam chỉ ăn được cháo thôi chứ không ăn được những thứ khác. Thì Khang cố gắng khuấy cho cháo nó đều một chút để nó thể hiện cái sự quan tâm đối với Sam. Tại bấy lâu nay Sam cũng cô độc. Hai đứa mình cô độc. Cô độc cô đơn. Hai đứa tụi em giống như là người thừa trong cái cuộc tình này. Lúc mà anh khuấy cháo cho Sam nhưng mà anh vẫn đang ngồi kế đằng Trinh nha. Trời ơi trời. Con em sao? Con không sao. Ủa? Hồ Bích Trâm có bồ rồi mà. Em nói gì vậy? Cả xuân có bồ rồi mà em làm cái gì em ngạc nhiên vậy? Ủa, hình như em sắp cưới mà phải không? Em nói chuyện năm sau em cưới rồi đúng không? Ở đâu ra? Thế mọi người ơi. Nhưng mà cháo sao phải khuấy hoài vậy luôn hả? Tại vì khuấy để lấy hình cho đẹp. Sam. Em khỏe chưa? Ê, em lại chia Sam nè. Trời ơi. Em răng rau không được. Nó biết răng rau đâu, con hạnh luôn. Anh ơi. Anh ơi, em dễ ăn lắm. Anh đừng lấy những người phụ nữ khó ăn. Em trực tự em. Anh lấy cho Miko lăn trên nha. Em ăn được rau không em? Dạ, em ăn ít. Em no quá. Đúc. Quyền rồi cháu. Được rồi, bút gì mà nhiều quá vậy? Ăn cho khỏe. Ăn không hết. Đấy. Ăn Trinh nè. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, tới Trâm kìa.
Để lấy chén mới cho anh. Thôi, được rồi, em ăn chén này được. Thôi phí cái chén mà. Phí chén. Dạ. Em cần đút không Trâm? Dạ, em mớm anh. Ghê quá à. Ủa sao đâu? Biết là chắc chắn là không được rồi, cho nên mình nói đại. Nhiều quá anh ơi, em đâu có bệnh đâu, anh cho em ăn nhiều rồi. Không có bệnh. Để em lấy cái chén mới đi anh múc cho. Miếng thôi nha. Dạ. Cô thích ăn rau. Có, cô thích ăn rau lắm. Hai cái con khác nhau vậy. Ăn thử coi miếng cháo thế nào. Ngon ăn. Ngon không? Ủa em ăn lần, em ăn lần ba rồi Khang. Hai lần trước anh cũng cho em ăn cháo không à, đâu có cho em ăn lẩu đâu. Cái lẩu mới lạ với cái cháo. Rồi ngon. Ngon được không? Còn cái cháo quen quá. Anh, trong cái cháo này là có cá luôn rồi đúng không? Nhưng mà cá ý nhuyễn ra đúng không? Được, tụi anh lấy thịt cá xong cho anh sắc nhuyễn ra. Hôm nay được ba người đẹp, ba mỹ nhân tôi showbiz vô ăn là tôi mừng lắm nha. Tại biết sao các bạn? Thường những người đẹp người ta hay giữ eo lắm. Người ta hay giữ dáng á. Ngừng ăn liền. Sam á, nhiều khi á, nhiều khi là Sam mà cũng phải kiêng tinh bột rồi kiêng đồ này nọ đúng không cô? Nhưng chắc là cũng phải kiêng đúng không? Ăn cũng có mặt. Cái này là không có mặt mà. Nè, đây đây. Và nay các bạn thấy là Sam ăn rất là ngon miệng luôn nè. Ăn rất là mạnh. Em sao? Em ngừng ăn. Tại anh nói câu đó em hết dám ăn luôn. Sao vậy? Em mới đi hút ra đó mà anh cho em ăn quá à. Trâm sao Trâm? Dạ ngon, em đang ăn nè. Ok. Thôi xin tiền đi. Quá thật sự luôn á, ngon quá. Không, mình nhìn để bụng đi, bữa sau mình qua mình ăn tiếp. Mình ăn cái món khác mình chưa ăn, hồi nãy là tụi em ăn chả cá đen nè, cá đỏ nè, bao tử nè, với cái lẩu. Lẩu nè, rồi ăn cháo. Được hết menu của tụi anh rồi. Được mời rồi cháo, được mời rồi cháo. Hết menu rồi, còn gì nữa đâu, còn tráng miệng nữa thôi, chưa ăn thôi. Tại vì anh hiểu không? Còn món nữa. Hai đứa tụi em là tự nhiên là hai bàn mà nhập làm một. Tự nhiên gặp Sam ở đây cái nhập lại là một nên ăn làm hai bàn luôn. Đó, bởi vậy nên nhiều. Ủa mà ví dụ mình đi review mình ăn quán á là mình ăn có nhiệt tình vậy không? Hay là do hôm nay là vui quá nên mới ăn nhiều đâu vậy? Có, tội em ăn em hết nguyên menu luôn á. Em qua quán của Trường Giang em ăn có hả 8 món. Vậy hả? Em với bà Thanh Ánh Thiện với lại một ông quay phim ăn 8 món. Dễ sợ vậy. Ăn vậy đó, tại vì thật ra thấy ủa nó ngon. Sao hôm nay em lại có ý rủ Lan Trinh đi ăn uống chung quay hình với em? Em biết chị có nhu cầu ăn uống. Ủa em mời đúng người rồi đó. Tại vì bà ăn được. Sao bà ăn tiếng thì bà chứ bây giờ ai có nhu cầu ăn uống thì sẽ kiếm cái bà. Thôi cũng được đi, mỗi người có một cái dấu ấn. Giống như là xinh đẹp, ăn nhiều. Còn này em ăn to nó lớn à, yêu nhiều hả em? Không, em đâu có yêu đâu. À không yêu ai. Thôi, tính tiền đi. Anh Khang mời mà. Tính tiền. Ủa, tự nhiên tới đoạn này đưa rồi chơi vậy? Thế giỡn thôi, ngày hôm nay em mời. Không, anh phải ưu đãi chứ. Anh phải ưu đãi chứ. Thôi, đừng ưu đãi anh ơi. Anh Khang anh nói. Đừng. Anh Khang anh nói, không. Anh phải ưu đãi, tưởng không anh phải trả chứ. Anh Khang đừng ưu đãi anh Khang. Nói chứ là tụi em qua lượt. Đúng rồi. Thôi vậy discount nha được không? Giảm giá nha. Không luôn thì ơi, giống như ưu đãi rồi. Mày khùng hả? Ảnh đang discount nguyên cái mùa này. Cái tháng này anh discount. Có anh. Em thấy treo cái bảng đằng trước có 99.000 một người. Cái là ngày thứ 2 thôi, chị Duyên nhất ngày thứ 2. Vậy hả? Hôm nay thì Only Monday. Cái con bé này. Dạ, anh ơi đừng vậy anh Khang thôi không ơi. bé đừng. Thôi. không thật ra là tụi em qua là ăn ủng hộ, bây giờ có anh ở đây không có anh đây tụi em thì cũng tại vì ủng hộ bình thường anh cũng tặng tráng miệng, nhưng mà ví dụ như nghệ sĩ là anh cũng tặng tráng miệng, nhưng mà thôi không. Tụi em cho anh giảm thì discount chút không. Bé ơi đừng có gì cao vậy bé ơi, chủ mà chủ nói là chắc bạn ok. Dạ rồi cứ làm như vậy đi bé. Lạ quá ha. Bình thường ai kêu cho túi gì tôi nhận cái nấy à. Đâu có cái chuyện mà chối qua chối lại mà mệt mỏi như vậy. Không phải, thật ra là muốn ủng hộ anh Khang. Chụp với là Trinh trái chưa? Chụp trái. Chụp hình, Dương ơi, Dương chụp hình. Sam cho Trinh tấm hình đi rồi về. Đây, bây giờ mình sẽ review giá cho mọi người nha. Ở đây, khăn lạnh. Đó, rồi nước chanh nè là 29k thôi, một cái giá quá là bình dân. Đó, mà trong khi một cái quán ăn mà mọi người ha, 5 lầu cao mà hoành tráng nha. Trời ơi, nãy em tối mất hồn đúng không anh? Tại vì chụp hình em thấy được có 2 lầu à. Em đâu có thấy mà cái nít trên đâu. 8 lầu em. 8 lầu. Vậy là anh phải chụp hình nguyên cái nhà. Có nguyên cái nhà. Trời ơi. Rồi, tàu phớ là chỉ có 30k thôi. Rồi, cái dừa là 39k, lẩu cá lăng là 485k mà ăn hồi nãy giờ là ăn 6 người. Ăn 6 người, ơ gì? 2, 4, 6, 8 người. 8 người ăn một cái lẩu. Có anh Khang ăn không?
Anh Khang không ăn. Nếu mà anh Khang ăn là phải chia anh Khang liền nha. Mình tính là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 người. 7 người. Quá nhiều luôn, một cái lẩu ăn 7 người. Rồi bao tử là 129.000. Rồi chả cá đế vương là 169.000. Rồi. Discount 10%. Tất cả nghệ sĩ đến đây. Tất cả nghệ sĩ đến đây là... Cảm ơn anh Huy Khang. Và có một cái chương trình đó là khách hàng đến đây vào ngày thứ hai thì đều thay vì 129.000 đối với chả cá một thì giờ chỉ còn có 99.000. 99.000 ăn một người ăn chỉ có 99. Nhưng mà riêng ngày thứ hai không có chỗ ngồi. Đứng ăn mới được hả? Đứng ăn như buffet vậy đó hả? Đông quá hả? Ừ. Mình đều có chỗ ngồi hết nha các bạn. Đều có chỗ ngồi hết để mà ăn. Vậy thôi sẽ có một thứ hai anh thấy em nha. Như là Miko Lan Trinh hay là Bức Trâm mà đến nơi không có chỗ ngồi thì bây giờ lên thẳng phòng của anh ngồi ăn. Ngồi trên giường ăn. Ăn xong cái nằm luôn. Quá đáng đi. Phòng làm việc quá. Phòng làm việc không có giường. Có cái ghế nào ngã ngửa không? Có cái ghế lượn sóng. Ghê quá. Cái ghế lượn sóng là ghế gì? Em nữa mệt quá. Ghế tình yêu đó. Yêu không có, đôi tay đứt giật lắm. Ngồi dậy ao kết coi. Rồi. Cảm ơn Trâm ngày hôm nay đã mời Trinh đến quán anh Nguyên Khang. Dạ, vậy thôi đó. Cảm ơn hai mỹ nhân xinh đẹp đã đến đây. Khang hy vọng là quý vị thích cái món này cũng giống như là cả hai bạn thích cái món này. Và nếu mà có dịp lần sau mà Trâm đến đây, hôm nay có một cái là Khang nhận thiếu sót của mình là không có mặt để mà đảo cá cho Trinh lại cho Trâm. Không ai ơi, mấy clip khác anh đảo cá không à? Hiểu không? Tôi bị chán lắm. Lên tự đảo. Vậy bây giờ nếu như mà có em thì làm gì để đặc biệt hơn? Có em hả? Không biết luôn, em không biết là gì cái. Thôi. Con bé này kỳ quá, bà này mà cứ nghĩ sao á nha. Không, trong đầu em chỉ có cái gì đó. Trong sáng hả, nắm tay. Ủa, thôi đừng bỏ cái vụ tình yêu ra đi, mình đi ăn quán ăn mà. Các bạn đừng quên là click subscribe trên kênh YouTube của Bích Trâm để theo dõi những cái clip mới của Trâm nha. Dạ, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người nha. Và mọi người nhớ nha. Nhớ là tới quán của anh Khang để mình ăn ăn cá. Địa chỉ là 794 quận 10. Oh. 794 đường Sư Vạn Hạnh, quận 10. Cảm ơn. Xin chào mọi người. Mọi người nha. Sẵn sẵn mọi người qua follow kênh Miko Lan Trinh luôn. Subscribe kênh Miko Lan Trinh luôn. Kênh của anh MC Nguyên Khang luôn. Yeah, xin chào. Xin chào.